Atletico Madrid cùng với Borussia Dortmund là hai ông lớn cuối cùng có vé dự tứ kết Champions League sau những trận cầu căng thẳng vào đêm qua. Không những vậy, spotlight của thế giới bóng đá còn thuộc về việc Paris Saint-Germain theo đuổi Luis Diaz hay Barcelona rút lui khỏi thương vụ Mason Greenwood. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy đến với bản tin ngày hôm nay. Atletico Madrid đánh bại Inter Milan. Thắng lợi tối thiểu ở trận lượt đi giúp Inter Milan có sự tự tin nhất định khi hành quân đến sân của Atletico Madrid. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn với ông lớn nước Ý khi Federico Di Marco mở tỷ số ở phút 33. Thế nhưng không bao giờ là dễ dàng khi đụng độ thầy trò Diego Simeone trên thánh địa Wanda Metropolitano. Theo đó, sức nóng từ 4 góc khán đài đã giúp đại diện Tây Ban Nha có được 2 bàn thắng của Memphis Depay và Antoine Griezmann để đưa đại diện vào hiệp phụ. Đây là lúc kịch tính được đẩy lên cao nhất, nhưng 30 phút tiếp theo là không đủ để có thêm một pha lập công xuất hiện. Do vậy, loạt đấu súng định mệnh đã được dùng đến, và rồi Atletico Madrid đã là đội lạnh lùng hơn để tiến vào tứ kết. Dortmund giành vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Căng thẳng không kém đại chiến kể trên là màn đụng độ giữa Dortmund và PSV tại chảo lửa Signal Iduna Park. Được biết, thế trận cởi mở xuất hiện ở cả hai hiệp đấu với hàng loạt cơ hội xuất hiện cùng tần suất dày đặc. Thế nhưng chỉ đội chủ nhà được hưởng thành quả khi mà Jadon Sancho cùng với Marco Reus lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số. Chung cuộc, Dortmund vượt qua PSV 2-0 tại lượt về và 3-1 sau hai lượt trận để giành vé cuối cùng vào vòng tứ kết Champions League. Paris Saint-Germain theo đuổi Luis Diaz. Paris Saint-Germain đã chấp nhận mất Kylian Mbappe vào phiên chợ hè và đã bắt đầu tìm người thay thế thủ quân của tuyển Pháp. Theo báo chí châu Âu, ông lớn của Ligue 1 hiện dành sự quan tâm cho ngôi sao Luis Diaz của Liverpool và sẵn sàng bạo chi vì tiền đạo Nam Mỹ. Dẫu vậy, cản trở lớn nhất của thương vụ trên không nằm ở tài chính mà do Lữ đoàn đỏ chưa có ý định bán đi trụ cột của mình. Mọi chuyện còn căng thẳng hơn khi đã có những đồn đoán về việc Salah có thể sang Tây Á chơi bóng, nên The Cop càng phải giữ Diaz bằng mọi giá. Vì vậy, Paris Saint-Germain sẽ không dễ dàng đưa được ngôi sao người Colombia về sân công viên các hoàng tử như dự kiến ban đầu. Barcelona rút lui khỏi thương vụ Mason Greenwood. Dù đã sớm để ý đến sự hồi sinh của Mason Greenwood và có nhiều động thái dò hỏi Manchester United về khả năng hợp tác, nhưng Barcelona hiện đã hạ nhiệt việc quan tâm đến ngôi sao người Anh. Điều đáng chú ý là động thái trên không xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà do ông lớn xứ Catalan lo ngại việc một số culé sẽ tiến hành phản đối nếu đưa trụ cột Getafe về sân Camp Nou. Việc này cộng thêm sự thận trọng về tài chính đã khiến Barca khả năng cao rút lui khỏi thương vụ để mở ra cơ hội cho các tập thể khác chiêu mộ Mason Greenwood. Chelsea cân nhắc bán Raheem Sterling. Dù đạt rất nhiều thành công khi còn thi đấu cho Man City, nhưng Raheem Sterling đã gặp khó trong đà sa sút chung tại Chelsea. Thậm chí The Blues còn không coi ngôi sao người Anh là nhân tố phù hợp trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của mình. Vì vậy, tập thể thành London hiện cân nhắc việc bán ngôi sao 29 tuổi vào phiên chợ hè sắp tới nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Tất nhiên, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn thì Sterling cũng nhận sự quan tâm của không ít tập thể cả trong và ngoài Premier League. Chelsea bạo chi vì Jamal Musiala. Trước khi nổi danh trong màu áo của Bayern Munich thì Jamal Musiala từng có thời gian rèn luyện tại học viện của Chelsea. Điều thú vị là hai bên sắp có cơ hội tái ngộ khi hùng xám xứ Bavaria đang cân nhắc bán đi tuyển thủ người Đức. Được biết, The Blues không có điều khoản mua lại đặc biệt nào với đội chủ sân Allianz Arena về trường hợp của Jamal Musiala. Tuy nhiên, giao kèo trước đây cho phép đại diện thành London được giảm giá 20% nếu thực sự đưa ra lựa chọn chuyển nhượng. Vì thế bây giờ là thời điểm bộ sậu của Chelsea cân nhắc lại tình hình lực lượng cũng như tài chính để chiêu mộ một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá Đức. Các đại gia Tây Á muốn rút ruột Real Madrid. Phiên chợ hè sắp diễn ra và các đại gia ở Ả Rập Xê Út lại tính chuyện rút ruột nhiều đội bóng tại châu Âu. Hiện tại sự lo lắng đang thuộc về Real Madrid khi nhiều tập thể tại Saudi Pro League muốn đưa tới 4 ngôi sao thuộc biên chế của Kiền Kiền Trắng về Trung Đông thi đấu. Những cái tên đang nhận cân nhắc bao gồm Luka Modric, Nacho, Mendy và Lucas Vazquez. Tất nhiên, các cầu thủ trên sẽ nhận mức đãi ngộ khủng cùng với thời gian hợp đồng dài hơn nếu đồng ý sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Tuy vậy, họ vẫn tôn trọng Real Madrid và ưu tiên thảo luận với Los Blancos trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Ole Gunnar Solskjaer được mời dẫn dắt Ajax. Giữa Manchester United và Ajax có mối liên hệ đặc biệt khi huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với vài ngôi sao trong đội hình Quỷ Đỏ vốn là người cũ của đội bóng Hà Lan. Thậm chí mối quan hệ kể trên còn có thể đậm sâu hơn nếu Ole Gunnar Solskjaer chấp nhận lời mời dẫn dắt tập thể giàu thành tích của bóng đá châu Âu. Được biết, Ajax hoàn toàn nghiêm túc với việc bổ nhiệm chiến lược gia Bắc Âu
và giờ là thời điểm cựu thuyền trưởng Manchester United cân nhắc việc trở lại nghiệp cầm sa bàn. Sao trẻ Barcelona được gọi lên tuyển. Những màn trình diễn đầy ấn tượng gần đây của thần đồng Pau Cubarsí đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Luis de la Fuente từ đội tuyển Tây Ban Nha. Do vậy, sao mai thuộc biên chế của Barcelona sẽ được gọi lên tập trung cùng với nhiều đàn anh sau đây ít ngày. Động thái trên mở ra cơ hội cho tài năng 17 tuổi tham dự Euro 2024 và thậm chí là cả Olympic Paris. Khó có sự thăng tiến nào thần tốc hơn vậy và rõ ràng đội chủ sân Camp Nou vẫn là nguồn cung cầu thủ trẻ dồi dào cho bóng đá Tây Ban Nha. Al Hilal lập kỷ lục thế giới. Một trong những lý do khiến Cristiano Ronaldo cùng với các đồng đội không thể vô địch Saudi Pro League mùa này đó là sự xuất sắc đến từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Hilal. Thậm chí đội bóng của những Neymar, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves còn đỉnh đến mức đã thắng liền 28 trận gần nhất. Đây là kỷ lục của làng túc cầu và đại diện Tây Á vừa chính thức điền tên mình vào lịch sử môn thể thao vua. Do vậy, viễn cảnh Al Hilal đăng quang tại Saudi Pro League sau đây vài tháng là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Sao Liverpool được gọi lên tuyển sau 4 năm? Phong độ tốt gần đây của Liverpool giúp các trụ cột của The Kop nhận đánh giá cao ở đợt tập trung đội tuyển sắp tới. Joe Gomez là một trường hợp như vậy khi cầu thủ người Anh vừa được gọi lên tam sư lần đầu tiên sau 4 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của Gomez và giờ là thời điểm học trò của Jurgen Klopp nắm giữ cơ hội để tìm một suất giữa Euro 2024. Borussia Dortmund muốn mua đứt Jadon Sancho. Với việc Jadon Sancho đang càng chơi càng hay tại Dortmund và vừa giúp đại diện nước Đức đi tiếp ở sân chơi châu lục, thì đội bóng vùng Ruhr đang cân nhắc mua đứt ngôi sao người Anh. Bản thân Manchester United cùng với chân chạy cánh sinh năm 2000 cũng không mong chuyện tái hợp nên rất cởi mở với kịch bản đàm phán với ông lớn Bundesliga. Do vậy, vấn đề hiện chỉ còn nằm ở mức giá khi quỷ đỏ từng bạo chi số tiền khổng lồ cho chính Dortmund vì Jadon Sancho. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.